xưởng gỗ Mộc Nam Huy xin kính chào tất cả quý anh chị khách hàng. Hôm nay Mộc Nam Huy đang chuẩn bị một đơn hàng để giao đến cho anh Danh ở Tân Thạnh Đông thuộc Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Đơn hàng của anh Danh bao gồm một bộ ghế salon Minh Quốc Đào Chim trên chất liệu gỗ hương đá tự nhiên 100% với tiêu chuẩn của bản tó đào chim đục tay, đục thủ công và các bản vách tựa dày 4 phân, tay nghe liền, nguyên khối sát cột và mặt ván tràn liền hoàn toàn là 3 phân. Đây là bộ ghế có giá 51 triệu tại Mộc Nam Huy. Một bộ ghế 6 món, một ghế băng dài, hai ghế đơn, một bàn, một đôn cao, một đôn thấp. Cùng trong đơn hàng của anh Danh, Mộc Nam Huy sẽ giao đi một bộ bàn ăn 8 ghế trên chất liệu gỗ gò đỏ tự nhiên 100%. Đây là bộ ghế được Mộc Nam Huy làm với tiêu chuẩn mặt ghế dày là 3 phân quý anh chị nhé. Với những tiêu chuẩn này thì đây là những cái điều mà Mộc Nam Huy luôn luôn nhấn mạnh ở trong các cái video để quý anh chị cùng theo dõi và để ý đánh giá từng bộ ghế có những từng cái mức giá khác nhau. Đây là bộ ghế có giá 30 triệu quý anh chị nhé. Vách tựa là vách tựa trơn lựa vân để vân đẹp, mặt ván dày 3 phân và mặt bàn cũng được Mộc Nam Huy làm và lựa vân đẹp tối đa có thể cho quý anh chị khách hàng. Đây là sản phẩm giá 30 triệu. Tiếp đến là một chiếc kệ tivi. Đây là một chiếc kệ tivi được làm theo nhu cầu. Đây là chiếc có giá là 15 triệu trên kích thước chiều dài 1m89. Đây là chiếc kệ tivi được làm với mặt đình và hai mặt kệ tivi dày 8 phân và hai chân đặc nguyên khối dày 12 phân. Có thêm hai chiếc hộp kéo. Đối với các sản phẩm đồ gỗ của Mộc Nam Huy thì trước khi đi giao hàng thì các sản phẩm đều được kiểm tra rất là kỹ. Tại đây trong một trạng thái là không có hộp kéo thì quý anh chị có thể nhìn thấy các cái phần hộc bên trong hoàn toàn đều là chất liệu gỗ gò đỏ hết, không có pha tạp với bất kỳ một cái loại gỗ nào khác quý anh chị nhé. Các phần hộc kéo thì Mộc Nam Huy để riêng ở đây. Hộc kéo thì cũng làm hết bằng chất liệu gỗ gò đỏ. Tại đây hộc kéo thì Mộc Nam Huy cho anh em kiểm tra lại và tí sẽ có lót và sơn cả hộc kéo quý anh chị nhé. Và thậm chí là sơn cả cái mặt đáy của hộc kéo, nơi mà sẽ chẳng ở đâu làm các cái chi tiết như vậy quý anh chị nhé. Thế nhưng mà Mộc Nam Huy thì vẫn làm hết. Sản phẩm thứ tư Mộc Nam Huy sẽ giao đi là một chiếc giường 1m8. Đây là chiếc giường có giá là 11 triệu chẵn quý anh chị nhé, trên kích thước 1m8 x 2m. Thì đây là mẫu giường chữ X thuộc mẫu nhỏ hơn quý chị nhá, mẫu nhỏ và nó mỏng hơn so với các cái mẫu chữ X lớn, giá 20 triệu. Và đó là tất cả các sản phẩm Mộc Nam Huy sẽ giao đến cho anh Danh ở Tân Thạnh Đông thuộc Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Các sản phẩm Mộc Nam Huy đều báo giá công khai cho tất cả quý anh chị khách hàng để quý anh chị có thể nắm được giá của Mộc Nam Huy nhá. Và hiện tại thì anh em đã chuyển dần các sản phẩm lên xe để giao đến cho anh Danh. Cảm ơn anh đã ủng hộ Mộc Nam Huy và cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã theo dõi video này. Vào thời điểm này, đây là thời điểm gần về cuối năm thì các sản phẩm của Mộc Nam Huy bây giờ còn lại là những sản phẩm đi giao cho khách thôi, chứ không còn những cái sản phẩm mới để kịp bán cho quý anh chị sử dụng trước Tết. Mong quý anh chị thông cảm cho xưởng Mộc Nam Huy nhé. Vì các sản phẩm của Mộc Nam Huy là các sản phẩm trực tiếp sản xuất, không phải là cửa hàng quý anh chị nhé. Nhấn mạnh đến quý anh chị khách hàng đó là Mộc Nam Huy là xưởng sản xuất chứ không phải là cửa hàng. Vậy nên thì các sản phẩm đồ gỗ Mộc Nam Huy đã chốt và ngưng để kịp sản xuất những sản phẩm mà khách hàng đã đặt trước và giao lại cho các anh chị trước Tết. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại quý anh chị trong các video khác của Mộc Nam Huy.